Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bắt Phạm Đoan Trang, Trọng Phúc Lâm đạp lên hiến pháp. Hành động của chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà báo tự do, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang vào hôm 6 tháng 10 năm 2020 đã đi ngược lại các cam kết quốc tế và luật pháp của chính nước này. Từ Đài Bắc, Đài Loan, luật gia Trịnh Hữu Long, tổng biên tập luật khoa báo chí nói với đài BBC như sau. Theo tôi, về bản chất của vụ bắt giữ và vụ án này với Phạm Đoan Trang cũng không có gì nhiều để bình luận. Nó là một hành vi vi phạm nhân quyền đáng lên án và chính quyền Việt Nam đang đi ngược lại với chính pháp luật của họ, hiến pháp của họ và những công ước quốc tế mà chính họ đã ký kết và tham gia. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang bị bắt đi giữa đêm từ phòng trọ ở địa điểm phòng 6 lầu 1, 172/36 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 7 tháng 10 năm 2020. Đi ngược lại với tất cả những tuyên bố rất long trọng của họ ở rất nhiều diễn đàn quốc gia, quốc tế, ở rất nhiều nơi, ngay kể cả trên bàn thương lượng với các quốc gia khác. Từ Lết, Anh Quốc, nhà báo tự do, cựu đạo diễn truyền hình Song Chi nhận xét như sau. Qua sự việc này, có thể thấy rằng chính quyền Việt Nam hiện nay không sợ gì những lời lên án, chỉ trích của quốc tế, của Hoa Kỳ. Lý do là bởi vì họ thừa biết rằng trong dịp này Hoa Kỳ chẳng đang rất bận rộn với bao nhiêu vấn đề như viêm phổi Vũ Hán hay chuyện bầu cử Tổng thống, cho nên chắc chắn sẽ không có biện pháp hay hành động nào mạnh mẽ. Còn nếu chỉ có chỉ trích suông thì tôi nghĩ nhà nước Việt Nam này đã quen bị chỉ trích rồi nên họ chẳng sợ. Và điểm thứ hai, tại sao vụ bắt giữ diễn ra trước Đại hội Đảng lần thứ 13? Theo tôi, lý do là bởi vì rõ ràng trước một sự kiện nào đó của Việt Nam, sự kiện quan trọng, thì họ luôn luôn có những hành động bắt bớ mà thường là như vậy. Còn Facebook Lê Trung Sơn tiếp tục bình luận như sau. Thật khó hiểu, thế hệ trước có Trần Huỳnh Duy Thức, thế hệ sau có Phạm Đoan Trang, họ là những nhà phản biện cực kỳ xuất chúng trong số những người xuất sắc. Chỗ của họ lẽ ra phải là những chiếc ghế quan trọng trong nội các chính phủ, hoặc ít nhất cũng phải là chủ nhân những chương trình truyền hình kiểu như Đối Diện trên VTV. Kiến thức của họ thật là sâu rộng và uyên bác, vô tiền khoáng hậu. Tình yêu nước đối với dân tộc Việt Nam của họ là vô bờ bến, so ra trí thức thời đại này ít ai sánh bằng. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Phạm Thị Đoan Trang. Thế nhưng tại sao những người cộng sản lại dành cho họ, những người không hề biết tự vệ và vô hại, chỉ là nhà tù với những bản án thật dài? Có một sự thù hận thật khó hiểu, vô lối và vong bản, hay một sự nhầm lẫn nào đó? Có gì đó sai sai ở đây, hỡi ông, các bà, cộng sản. Ông Lê Trung Sơn đã nêu ra quan điểm như vậy. Còn Facebooker Phương Bích cũng đưa ra lời bình luận về Phạm Đoan Trang như sau. Tôi không thích viết quá tốt về một người, bởi một người tốt đến mấy cũng có kẻ thù. Với Đoan Trang, tôi thì thấy rõ mấy điều như sau. Thứ nhất, tiền bạc đối với cô ấy chẳng có sức hấp dẫn nào. Dường như Trang không biết làm đẹp, đến nỗi khi cô ấy đánh son, mấy thằng con trai còn kêu lên đầy kinh ngạc. Trang cũng chẳng thèm để ý đến ngoại hình cũng như trang phục của mình. Có lẽ Trang chẳng có đủ thời gian dành cho việc này dù có muốn. Thứ hai là Trang có nhiều cơ hội để ra nước ngoài tị nạn, nhưng Trang không hề tận dụng một cơ hội nào đó và nhất quyết ở lại Việt Nam mặc cho bạn bè năn nỉ Trang hãy ra nước ngoài. Thứ ba, Trang cũng khá ngờ nghệch và ngây thơ về chuyện tiền bạc. Trang nhiệt tình nhưng cũng khá cực đoan nên nhiều khi phải ai cũng đồng tình. Nhưng xuyên suốt thì tôi cho rằng Trang là người không có tính vụ lợi về vật chất. Trang là một người có những đam mê mạnh mẽ và làm tất cả mọi thứ để thực hiện những đam mê đó. Đó là lý do tôi cảm phục và ủng hộ cô ấy. Bà Phương Bích đã nêu ra quan điểm như vậy. Từ Hà Nội, Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ, chuyên gia phân tích chính sách công, bình luận thêm như sau. Qua sự quan sát tình hình từ trong nước, tôi thấy rằng trước những sự kiện lớn như thế, thường người ta ưu tiên sự ổn định chính trị hơn là mặc cả con bài với Mỹ hay với một nước nào đấy, về một vấn đề gì đấy, như là về thương mại, nhân quyền, hay là để gây một sự chú ý nào đó. Đây là hình bên trái là bà Phạm Thị Đoan Trang mới đây công bố bản báo cáo đồng tâm. Hình bên phải là bà Trang phải đang đi nạn sau khi bị an ninh cộng sản chặn đánh đứt dây chằng ở chân và phải phẫu thuật vào năm 2016. Đến bây giờ, vết thương vẫn chưa lành. Đó là một suy đoán thôi, còn gắn nó với một cuộc đấu đá quyền lực thì tôi thấy cũng không có bằng chứng. Rất khó để xác định một phe cánh, một sự thể hiện quyền lực của một nhân vật nào đấy
trong sự căng thẳng của chuyển giao quyền lực và công tác nhân sự của Đại hội Đảng. Cũng từ Hà Nội, một nhà nghiên cứu cao cấp, khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã đưa ra nhận xét của mình như sau. Công an bắt giam bà Phạm Đoan Trang theo Điều 88 Luật Hình sự năm 1999 và Điều 117 Luật Hình sự năm 2015, thì nó đặt ra câu hỏi, thế nào là chống nhà nước? Thế nào là chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cụ thể hóa là gì? Với cá nhân, truyền thông là quyền dân sự cũng là quyền chính trị hay kinh tế được Hiến pháp Việt Nam công nhận. Do đó, theo tôi, hai điều luật này không thỏa mãn các tiêu chí để gọi là điều luật. Việc bắt giam và rồi tiến hành các bước tố tụng đã và sẽ không thể hiện công lý, pháp quyền và quyền con người. Những công dân bày tỏ quan điểm khác biệt của mình thì thường bị chụp mũ là chống đối và rồi một số bị bắt giam và xử tù, bị coi là một trong những thế lực thù địch. Đây là thách thức trước hết đối với công dân Việt Nam, sau đó là thách thức pháp luật quốc tế, thách thức nền tảng pháp quyền, thách thức các giá trị căn bản về dân chủ và nhân quyền. Báo chí quốc tế cũng lên tiếng về vụ Phạm Đoan Trang bị bắt. Hàng loạt bài báo bằng các thứ tiếng từ nhiều hãng tin khắp nơi trên thế giới đã đồng loạt đưa tin phân tích vụ việc nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang bị bắt giữ vào hôm 7 tháng 10 và bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Với cáo buộc này, bà Phạm Đoan Trang có thể đối diện mức án cao nhất tới 20 năm tù. Vào hôm 7 tháng 10, đài BBC tại London cũng đăng bài viết với tiêu đề Phạm Đoan Trang, Việt Nam bắt giữ blogger ủng hộ dân chủ nổi tiếng. Trong đó có đoạn, Việt Nam vừa bắt giữ một nhà văn, một blogger bất đồng chính kiến nổi tiếng chỉ vài giờ sau khi hội đàm với Hoa Kỳ về nhân quyền. Đây là hình ảnh Đại sứ Hoa Kỳ Daniel diện kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trên trang web của mình rằng đối thoại nhân quyền Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 24 được tổ chức trong 3 giờ vào ngày 6 tháng 10 và giải quyết một loạt các vấn đề nhân quyền. Việc thúc đẩy quyền con người và các quyền tự do căn bản vẫn là một trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là chìa khóa để xây dựng vững chắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cùng ngày, tờ báo The Guardian của Anh Quốc có bài viết với tựa đề Việt Nam bắt giữ nhà báo nổi tiếng khi nhà nước đàn áp quyền tự do, ngôn luận trực tuyến. Viết rằng Phạm Đoan Trang là tác giả của nhiều cuốn sách và nhiều chủ đề từ quyền của phụ nữ đến môi trường và các hoạt động chiến dịch và quyền đất đai. Bài báo nêu nhận định với giới phân tích như sau. Việc bắt giữ bà Trang là một phần của chiến dịch đàn áp các nhà hoạt động trước thềm Đại hội Toàn quốc của Việt Nam vào tháng Giêng, trong khi Facebook đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì ngày càng đồng lõa trong việc đàn áp tự do ngôn luận. Hãng tin Anh Reuters đưa tin Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động vài giờ sau cuộc họp nhân quyền với Mỹ. Bản tin viết như sau. Các nguồn tin và các nhóm nhân quyền quốc tế cho biết Việt Nam đã bắt giữ một blogger và một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng vì có hoạt động chống nhà nước vài giờ sau khi chính phủ của nước này tổ chức các cuộc đàm phán thường niên về nhân quyền với Hoa Kỳ. Còn trang Bloomberg cũng trích tuyên bố của ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cho biết, vụ bắt giữ diễn ra vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông nói, trang blogger của Đoan Trang đề cập đến các vấn đề nhạy cảm về chính trị, bao gồm mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc và những căng thẳng về yêu sách chủ quyền biển đảo. Cũng theo ông Robertson, cảnh sát đã bắt giữ Trang vào tháng 5 năm 2016 khi cô đi gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đã mời cô tham dự một cuộc họp mặt của các nhà hoạt động với ông trong chuyến thăm Hà Nội. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang giới thiệu sách của nhà xuất bản Tự Do. Hãng tin Agera cũng đưa tin về vụ bắt giữ Phạm Đoan Trang. Tờ báo này khẳng định và khắc họa bà là một người nổi tiếng với các hoạt động thực địa tích cực, tham gia vào các cuộc biểu tình, ủng hộ những người bất đồng chính kiến bị cầm tù, biểu tình với môi trường và phản ứng lại các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Trang đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng an ninh hơn 10 năm nay và đã bị giam giữ và quấy rối nhiều lần, bao gồm cả lần bà đang trên đường đến gặp Tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama vào năm 2016. Và một năm sau đó, khi bà tiếp xúc với một phái đoàn của Liên minh châu Âu trong một chuyến tìm hiểu thực tế trước cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm với Việt Nam. Còn trang tin The Block Zeit thì đưa tin rằng bà Phạm Đoan Trang dự kiến sẽ phát biểu trong một cuộc họp chung của tổ chức IPA trình bày tại hội chợ sách Frankfurt. Video phát biểu của bà sẽ phát sóng theo kế hoạch vào ngày 15 tháng 10. Trong bài viết có tiêu đề Người đoạt giải Prix Voltaire Phạm Đoan Trang bị bắt tại Việt Nam, The Book Zell đã trích dẫn Kristen
Chủ tịch của Ủy ban Tự do Xuất bản IPA đã nói như sau: "Đây là một tin khủng khiếp, có thể dự đoán trước được. Phạm Đoan Trang và nhà xuất bản Tự do đã phải hoạt động chui lủi trong nhiều năm. Công việc và lòng dũng cảm của bà Trang là nguồn cảm hứng cho tất cả các nhà xuất bản và cộng đồng xuất bản quốc tế phải ủng hộ bà ấy và đấu tranh cho tự do xuất bản thực sự ở Việt Nam." Jules Bos, chủ tịch của Frankfurt Bookmesser, cho biết: "Chúng tôi rất lo ngại về việc Phạm Đoan Trang bị bắt ngay trước khi bắt đầu chợ sách lớn nhất thế giới, nơi tôn vinh quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi rất vui vì cộng đồng xuất bản quốc tế sẽ được lắng nghe Phạm Đoan Trang trong video đã ghi hình trước tại phiên tọa đàm về chủ đề xuất bản, du kích và hỗ trợ quốc tế." Trang The Hits News thì trích lời ông Daniel, trưởng ban châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nơi trao cho Phạm Đoan Trang giải tự do báo chí hạng mục ảnh hưởng năm 2019 như sau: "Vụ bắt giữ Phạm Đoan Trang là giai đoạn mới nhất trong việc theo đuổi chính sách đàn áp ngày càng gia tăng của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tội duy nhất của cô ấy là đã cung cấp cho đồng bào của mình thông tin độc lập và giúp họ thực hiện đầy đủ các quyền của mình theo hiến pháp của Việt Nam. Nơi ở của cô ấy không phải là nhà tù, cô ấy phải được thả ngay lập tức." Đây là hình ảnh, bất chấp hàng loạt các khó khăn do sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì nhà xuất bản Tự do với sự điều hành của Phạm Đoan Trang vẫn xuất bản và phổ biến được 30 đầu sách ở Việt Nam. Rất nhiều nhà hoạt động đã bị an ninh khủng bố vì hỗ trợ phổ biến sách đến tay người đọc. Đại diện của ESV cũng cho hay, lần tiếp xúc với Phạm Đoan Trang gần đây nhất khi gặp bà nhập viện để điều trị vết thương ở chân được cho là do cảnh sát gây ra sau khi bắt giữ bà vào năm 2018. Charles Crispin, đại diện khu vực Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPC, phát biểu trong một bài đăng trên trang web của tổ chức này như sau: "Chính quyền Việt Nam cần lập tức thả Phạm Đoan Trang và bãi bỏ mọi cáo buộc đối với bà, đồng thời chấm dứt chiến dịch đàn áp bà kéo dài hàng thập niên qua. Việt Nam cần chấm dứt đối xử với các nhà báo độc lập như với các tội phạm." Ca Thayer, chuyên gia về Đông Nam Á, nói với báo The Guardian rằng kể từ khi Việt Nam bắt đầu thực hiện luật an ninh mạng vào năm 2019, đã có sự gia tăng rõ rệt việc bắt giữ và xét xử những người Việt Nam bày tỏ quan điểm của mình về một số vấn đề xã hội, đặc biệt là tham nhũng và môi trường trên mạng xã hội. Hầu hết các vụ bắt giữ đều gián tiếp liên quan đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra dự kiến vào tháng Giêng tới. Nói cách khác, các vụ bắt giữ là một phần của quá trình tiếp tục dập tắt những bất đồng về các vấn đề xã hội nhạy cảm và ngăn chặn những người khác làm theo. Có khả năng số vụ bắt giữ sẽ tăng đột biến trong những tháng tới khi đại hội đến gần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020 với bản tin "Bắt Phạm Đoan Trang, Trọng Phúc Lâm đạp lên hiến pháp". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.